Kính chào cô chú anh chị đã trở lại với vườn xứ Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu lô 6 cây hạt 200 ngàn nha cô chú anh chị. 6 cây 200 là con cộng với phí ship nha. Bên con không có bao ship nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất nè, rất là lạ luôn nè. Màu hồng có viền trắng, có sọc. Nụ cũng rất là nhiều nha. Cái này phân tàn đẹp nè. Phân 2 tầng. Ở dưới có 1 tầng, trên có 1 tầng. Cây thứ hai là hoa. Hoa 2 lớp nha. Cái này hoa 2 lớp. Hoa 2 lớp có sọc. Cây này phân 5 nhánh nha. Cây thứ ba là cây 5 cánh. 5 cánh có sọc hồng nha. Cây thứ tư là cây 5 cánh có phớt hồng. Cây thứ năm là cây 2 lớp nha. Cây hoa 2 lớp. Cây thứ sáu rất là đẹp luôn. Cây này hoa 5 cánh sọc gân. Cây này giống như Anna. Sọc ở trong họng luôn. Cây này tự phân nhánh. Cây này tự phân tàn. Phân 4 nhánh. Lô này là con bán là 6 cây 200 ngàn nha cô chú anh chị. Cộng với phí ship nha. Con có thể ship nhổ cây hoặc là xếp nguyên chậu tùy theo cầu của khách nha. Cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ vườn con.